mà bạn sẽ phải học trong khóa học của tôi. Và với 90 câu chuyện trong chuỗi hành trình 90 ngày, bạn có thể làm chủ được toàn bộ tiếng Anh mà bạn đang khao khát sở hữu. Đặc biệt là bạn sở hữu được hơn 2.000 đến 3.000 cụm từ vựng tiếng Anh một cách dễ dàng. Bạn sở hữu nó bằng cách nào? Đó là việc bạn áp dụng nó trong bài học hàng ngày. Và khi bạn học hàng ngày ở trên lớp, tất cả những gì bạn được tôi dạy, từ nghe, từ nói, từ đọc và viết, đến nay clip này là clip cuối cùng. Khi chúng ta đã làm xong những bài học trên lớp và bạn nhìn vô clip của tôi, bạn sẽ phải nhìn lại những hành động của tôi và bạn sẽ đọc lại, nói lại và hành động lại để sống chuỗi lại những gì bạn đã học qua. V, A và K, nhìn, nghe và vận động thể, và nó sẽ làm cho bạn có được một khối lượng kiến thức từ 2.000 từ đến 3.000 từ, biến chúng thành ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ tiềm thức. Có khi nó trở thành tiềm thức được lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho bạn làm đến đâu tôi dừng lại, bạn sẽ phải nói ra. Nào, nhiều yêu.